say. Oh my God. You must be the king of them. Got it. Are you cuối cùng thì mình tìm được cái tượng của thằng bé, nó đứng nó bè rồi. Đây là cái biểu tượng của nước Bỉ nha cả nhà. Như Linh đã nói, ở phía trước, cái phần phía trước là cái thằng bé này theo truyền thuyết là nó 12 tuổi và nó đi theo quân đội, và để cổ vũ của tinh thần của quân đội thì người ta treo nó lên cành cây, và từ trên cành cây nó tè xuống quân địch, và sau đó quân địch thấy như vậy chắc hôi quá, nản quá cho nên thôi từ biệt luôn. Ở kế bên họ treo xe đạp trên nhà. Và ở đây lại có thấy cành hoa đào nở nữa. Nice.
Ở đây họ bán rất là nhiều đồ lưu niệm. Đồ này là để khui rượu. Nhìn buồn cười quá cả nhà hả? Đây là những cái biểu tượng nổi tiếng ở bên Bỉ. Trời bắt đầu đông người rồi đó. Không phải trời bắt đầu đông người, mà là đường phố bắt đầu có nhiều người hơn rồi. Khu vực này là cái khu vực gần cái chỗ mà cho du khách du lịch, cho nên có rất nhiều quán ăn. Wow, làm nail có mấy anh vào làm nail luôn. Có nhiều tiệm bán mỹ phẩm lắm nha cả nhà. Và đồ skin care. Wow, mấy cái looking ở chỗ này đẹp quá ta. Wow. Chỗ này có nhiều chỗ bán đồ lưu niệm lắm. Thì đúng là chỗ dành cho du khách mà. Ở đây họ xếp hàng để ăn khoai tây chiên, một trong những đặc sản của Pháp. Gần tới là Valentine rồi, cho nên họ treo cái Valentine, mấy cái trái tim ở ngoài đường như vậy nè, trang trí. Mình được chỉ đường là đi quẹo trái sẽ đến cái chỗ mà mình muốn đi xem. Cái anh này đang đứng ở ngoài
để mời người ta thử sô cô la. Sô cô la ở bên Bỉ thì rất là nổi tiếng, tiệm món quà lưu niệm đấy nè. Qua bên Pháp thì có bánh mì Pháp rất là ngon, mình đi lén lén lại đó mình quay coi. Và mình rất là thích ăn bánh mì ngọt, bánh mì hoa cúc quá cả nhà. Nếu mà có thì chắc mình mua một cái mình ăn quá. Nhìn thật là hấp dẫn luôn á, người ta bán luôn kìa. Wow, người ta tự làm, người ta bán. Đó, những nghệ nhân đang làm bánh. Nhìn thèm quá cả nhà ơi, thèm thật sự luôn. Wow, bánh macaron. Chắc mình vào mình mua thử, nếu mình ăn không được thì mình ép ông xã mình ăn. Hiện tại thì Linh đang ngồi ở một quán của người Trung Đông. Linh không biết là của người Thổ hay là gì, nhưng mà Linh ăn cái bánh đó giống là donut cá bánh. Thì cái bánh này bên đây là kêu là pita, P-I-T-A, là 6 euro. Linh không có ăn sao gì cả, bởi vì một cái bánh này đối với Linh là rất là nhiều rồi. Thì cái này không phải là đặc sản của Bỉ. Đặc sản của Bỉ là con sò hấp ăn với lại khoai tây chiên. Nhưng mà cái món đó thực sự là một mình Linh không thể nào ăn nổi. Linh chỉ ăn sò thôi. Và họ bán một phần như vậy thì mình bỏ khoai tây chiên thì Linh thấy rất là phí. Và rất là lâu rồi Linh cũng không có ăn cái donut cá bắp. Bên đây là kim pita. Đây là cái khu này có rất là nhiều cái món này luôn đó cả nhà. Thì Linh đến đây Linh ăn. Và cái phần này là 6 euro. Linh uống thêm vô khót nữa. Như vậy là đủ năng lượng rồi. Linh không ăn sao, nhưng mà với Linh là rất là vừa ăn rồi. Có cái sao thì nó làm tăng cái hương vị đậm đà hơn, nhưng mà mình đi mệt hơn. Tại vì hôm nay Linh đi bộ rất rất là nhiều nên Linh mới dám ăn như vậy. Còn bình thường thì thật sự là không dám ăn đâu cả nhà. Mấy năm rồi á, gần 10 năm á Linh mới dám ăn một cám như vậy cả nhà. Cho cả nhà thấy bên trong của nó như thế nào nha. Thì đặt tên là cá bắp. Linh thích họ cũng có nhiều rau, rất nhiều rau và cái thịt họ ướp rất là ngon. Ăn rồi thì mình đi tiếp nữa nhé.